Hệ nội tiết. Cùng với hệ thần kinh, hệ nội tiết có vai trò điều hòa hoạt động sống của tế bào, mô và các cơ quan trong cơ thể. Khác với các tuyến ngoại tiết, tuyến nội tiết không có ống bài xuất riêng, chất chế tiết là các hormone được đưa thẳng vào máu. Do vậy, tế bào tuyến nội tiết luôn có quan hệ mật thiết với các hệ thống mạch máu. Tuyến tiền yên, hay phần trước của tuyến yên, là một tuyến nội tiết kiểu lưới điển hình. Các dây tế bào tuyến nối với nhau thành lưới, xen kẽ với một lưới mao mạch kiểu xoang. Dựa vào tính chất bắt màu thuốc nhuộm, các tế bào tuyến được phân làm 3 loại. Tế bào ưa axit có hình đa diện hay hình cầu, bào tương bắt màu đỏ khi nhuộm hematoxylin, eosin. Tế bào ưa basal có hình cầu hay hình đa diện lớn hơn tế bào ưa axit một chút và có số lượng ít hơn. Bào tương tế bào bắt màu tím. Tế bào kỵ màu là những tế bào nhỏ, ít bào tương, hoặc là những tế bào khá lớn nhưng bào tương rất nhạt màu. Ở độ phóng đại lớn hơn, cấu trúc của tuyến tiền yên được thể hiện rất rõ. 1. Mao mạch máu. Thành mạch có tế bào nội mô dẹt và sẫm màu. Trong lòng mạch có hồng cầu. 2. Tế bào ưa axit. Bào tương có các hạt mịn bắt màu đỏ. 3. Tế bào ưa basal. Bào tương có các hạt lớn bắt màu tím. 4. Tế bào kỵ màu. Bào tương ít bắt màu hoặc là các tế bào nhỏ ít bào tương. Tuyến giáp trạng. Đơn vị cấu tạo của tuyến giáp trạng là các nan tuyến hay túi tuyến nằm xen kẽ các mạch máu. Như vậy, đây là loại tuyến nội tiết kiểu túi. Nang tuyến giáp là một khối hình cầu khá lớn, trong lòng nang có chứa chất keo giáp trạng màu đỏ. Thành của nang là biểu mô vuông đơn nhân tế bào hình cầu nằm chính giữa tế bào. Tuyến thượng thận là loại tuyến nội tiết kiểu lưới. Tuyến thượng thận được bao bọc bởi một vỏ sơ. Nhu mô của tuyến gồm có hai vùng. Vùng trung tâm là tuyến tủy thượng thận có màu tím nhạt, có nhiều hốc sáng lớn, đó chính là các mao mạch hay tĩnh mạch. Vùng ngoại vi khá dày, gọi là tuyến vỏ thượng thận, được chia làm 3 lớp là lớp cung, lớp bó và lớp lưới. Lớp cung mỏng gồm dây các tế bào uốn cong ngay dưới vỏ sơ thành hình cung. Lớp bó dày gồm dây các tế bào xếp song song, xen kẽ với các mao mạch cũng xếp song song. Lớp lưới mỏng gồm lưới các tế bào nhỏ, sẫm màu, sắp xếp hỗn độn sát với tuyến tủy thượng thận. Ở độ phóng đại lớn hơn, có thể thấy rõ cấu trúc tuyến nội tiết kiểu lưới điển hình của lớp bó, lớp lưới của tuyến vỏ thượng thận và một phần của tuyến tủy thượng thận. Tuyến tụy là một tuyến vừa nội tiết vừa ngoại tiết phụ thuộc ống tiêu hóa. Xen kẽ với các nang tuyến sẫm màu của tụy ngoại tiết là phần tụy nội tiết có màu hồng nhạt. Tụy nội tiết được đặc trưng bởi những khối hình cầu sáng màu gọi là tiểu đảo lăng ké hăng. Đây là loại tuyến nội tiết kiểu lưới. Ở tiêu bản nhuộm đặc biệt, có thể phân biệt được hai loại tế bào tuyến tụy nội tiết là tế bào A có hình cầu lớn, chiếm số lượng ít, bào tương bắt màu đỏ, và tế bào B có hình đa diện nhỏ hơn, chiếm số lượng lớn, bào tương bắt màu xanh. Tế bào A tiết ra glucagon và tế bào B tiết ra insulin để điều hòa đường huyết. Tuyến kẽ của tinh hoàn là một loại tuyến nội tiết kiểu tản mát. Các tế bào tập trung thành đám nhỏ bên cạnh các mao mạch máu ở mô liên kết bên ngoài các ống sinh tinh.